Công an giải cứu 6 bé gái trong đường dây buôn bán trẻ em. Chiều ngày 23 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Đinh Văn Tiến, 18 tuổi và Trương Anh Tuấn, 29 tuổi, cùng quê ở tỉnh Phú Thọ về tội buôn bán người dưới 16 tuổi. Trước đó, Công an huyện Hải Hậu nhận trình báo của một gia đình về việc mất liên lạc với con gái 14 tuổi. Vào cuộc điều tra, Công an phát hiện ra đường dây buôn bán người dưới 16 tuổi do Tiến và Tuấn điều hành. Chiều ngày 16 tháng 6, cơ quan chức năng ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai bị can, khám xét nhà của Tiến và Tuấn tại tỉnh Phú Thọ. Công an phát hiện 6 bé gái từ 14 đến 15 tuổi, ngoài ra hai người phụ nữ khác bị bắt quả tang tại hiện trường. Thời điểm tìm ra các nạn nhân, 6 bé gái có sức khỏe ổn định và sau đó được đưa về gia đình. Vụ án được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định thụ lý, mở rộng điều tra theo thẩm quyền. Chỉ huy Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định cho hay, đây là vụ án nghiêm trọng, chúng tôi đang đấu tranh với hai người phụ nữ để mở rộng điều tra. Hiện vụ giải cứu 6 bé gái trong đường dây buôn bán trẻ em đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.